Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Vui quá. Hôm nay là sinh nhật của công tần tôn nữ Mộng Quỳnh Thi. Happy birthday to Thi. Sinh nhật vui vẻ. Và Huỳnh Thi xin cảm ơn chị nhiều lắm. Chuyện ghê chưa ạ? Cái gì vậy Thi? Chuyện trời ơi, giờ này còn cầm cái phone của bác nữa. Lại chờ đợi nữa hả? Chị, em có chờ ai mô? Em có waiting for ai đó chị? Trời ơi, thấy rõ ràng, thấy là biết liền. Waiting for chàng trai năm mấy chứ gì? Có chị. À, anh tặng em cái phone trước khi anh ra đi, để em gọi anh cho đỡ nhớ nhung. Mà có về đâu? Mấy năm biển biệt rồi không thấy về. Trời đất ơi, anh chia cho khổ vậy? Hả? Chờ, chờ, chờ. Chờ ai? Chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ. Chào đi. Chào tới lúc á. Tóc bạc, da nhăn, răng rụng hết, đi lộn khộn như một bà già. Chị ơi, chị đang nói về chị đó à? Ừ. Ê, không, gỗm quá. Tao nói mày á. Em rắn. Chị, em nói chị nghe nè, sinh nhật của em không biết là chị chúc em hay chị chửi em nữa đó. Chúc trước, chửi sau. Răng rửa. Chờ một người xứng đáng thì chờ. Chờ cái đứa phản bội, chờ cho uổng công. Chị ơi, chị đừng nói rửa. Chị ơi, anh có phản bội em mô. Anh đi xa, em đợi anh thôi. Mà thời gian có cái chi đâu ạ chị. Chị có năm ni, năm tê, năm tề, năm tệ. Còn năm năm chị mấy ha. Rồi thì anh sẽ gọi điện thoại về cho em. Chị đừng nói rửa. Trời ơi, I can't believe it, I can't believe it. Dết, dết, dết. Đúng rồi. Chờ đợi như vậy á, con thiên nha vậy nè, cũng trở thành con vịt. Chị giống con vịt đó, chị là con vịt đó. Dạ, đó, này người ta nói giống y chang kia. Dạ, em thì y như con vịt. Con vịt trời. Dạ. Nhà này có bốn chị em thôi à. Dạ. À, một con ngựa đau, cả tàu chia nhau cỏ. Chị ơi, em nghe này có cái gì sai sai à? Sai gì? Chị nói chị là con ngựa. Đúng rồi, tao là... Tao nói tao rất ngựa nhưng mà tao không phải con ngựa. Em biết rồi, em biết chị rất ngựa rồi. Ừ. Nhưng mà tại răng mà chị ăn hết cỏ của em. Chứ sao? Mày đau, tao còn ba đứa tụi tao phải chia nhau cỏ ăn cho để thúi hết sao? Trời ơi, trời ơi, nghe đoạn hậu dự rửa ha. Bà Thi, răng tụi tôi quan tâm cho bà thôi. Bà Thi, chị, vậy tên em nhẹ như một bài thơ mà chị nói bà Thi, nghe ghê quá chị ơi. Chị nói lại đi, em, Huỳnh Thi. Quỳnh Thi. Dạ. I love you. I love you too, Marie. Ủa, sao biết tao tên Marie hay vậy? Chị đổi tên mị mà. Dễ thương quá à. Dạ, chị phải thương em, chị phải quan tâm về em. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan tâm của chị đó làm xúc phạm em lắm. Xúc phạm gì? Anh bố có phản bội chị ơi. Anh mà phản bội thì trời ơi, cái đời này nó khốn nạn làm chi. Cái gì? Mày mới chửi ai khốn nạn vậy? Không có, em nói em khốn nạn, em đâu có nói chị trời khốn ơi, nạn đâu. Rõ ràng mới nói sao chị khốn nạn rửa hi. Trời ơi, cái đâu có chuyện gì trời, vậy? Tao nghe mày nói vậy rõ ràng. Em đâu có nói rửa đâu chị tao ơi. Được, tao quýnh mày cho không được. Không có chị ơi. Gì đây? Hả? Lại đánh nhau đó à? Không có. Trời ơi. Tao đợi mày ra. Mày xử con nhỏ đây nè. Bây giờ mà cầm con phone cùi bắp để chờ đợi đó mày thấy không? Anh để kia rồi. Thôi. Hôm nay birthday bà, tha cho bà một lần đi. Đây. Happy birthday chị Thi. Huỳnh Thi cảm ơn chị nữa. Đây, chú Bình kỷ niệm nào. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó chưa bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào. Trời ơi, nhăn quá. Như ngày nào. Em chị nói em nghe nè, chị nói em nghe, em delete dùm chị please em ơi. Cần không. Delete dùm chị đi em. Tôi sẽ phải giữ nguyên cái tấm hình này để làm gì? Làm bằng chứng cho 5 năm chờ đợi là một sự sai lầm. Bà nhìn đi, mặt bà trong này nhăn như quả táo tàu. Chị nói em nghe nè, chị có cái app này nè, táo tàu thanh táo tươi liền nè em. Thơ đồ bắp lấy app đâu mà vô. Rửa à? Bà Thi, bà lụy tình quá. Chị. Tôi nói cho bà nghe này,
Giờ này á, chắc là cái thằng cha kia đó, chắc là một đai hai đùm rồi. Em ơi, trời ơi, nhà mình phụ nữ phòng khuế chiếc bỏng, có em nói chi ngang bằng chồng ụt dột dự rửa he. Sao? Em nói chi mang đàn ông hai đùm chi mà ghế chi rửa. Hai đùm mà... Trời ơi, mày nghe cái gì vậy? Thôi, cái đó... Một đai, đai tiếng Mỹ là chết. Ờ? Hai đùm là vợ con đùm đề bà. Ờ? Chứ bà nghe hai đùm gì? Rửa à? Rửa à mà dịch tiếng Mỹ có nghĩa là rêu lý đó. Trời ơi, rửa mà làm em nghĩ vật vớ không chị ơi. Nhà mà cái đầu óc. Con đi nè, con đi nè. Hẳn nói chuyện mà em nghĩ đen tối. Mày mới nói chuyện đàng hoàng. Đừng sao nói rồi tầm tối lắm đó. Tôi là hai bà già. Tội ghê. Thẩm nghe, không nói bà già nghe. Tao giết mày bây giờ á. Hai bà không còn trẻ. Mày xúc phạm tới tao. Không được nói cho như rửa nghe. Mệt quá, hai bà điên. Điên. Đấy, điên đấy. Là điên đấy. Tao không có điên. Cái con này nó mới điên nè. Bây giờ cầm phone của bắp đợi mày nghĩ coi nó điên hay không. Bà Thi à? Dạ. Yeah. Tôi nói cho bà nghe, trên đời này á, thà là ta phụ giai chứ không bao giờ để giai phụ ta. Đúng, 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 đúng. Thấy chưa? Như sữa thì đâu có gì là interesting đâu. Em ơi, cuộc đời sometimes mình phải để giai phụ ta để mình biết thực tình là chi. Bởi vì khi thực tình như rửa, em biết không, tất cả những nhà soạn nhạc có những bài nhạc hay bởi vì họ bị tương tư. Những nhà thi sĩ có những án thơ hay là vì họ tình phụ. Còn những nhà văn mà viết truyện ma rợ người tại vì họ sợ ma. Hả? Vậy là chú Nguyễn Hồng Hạn sợ ma à? Sợ ma thì chị không biết, nhưng sợ vợ thì có đó. Thôi bà ơi, bà đang thi thơ ở đây á, cái thằng cha kia chắc là ôm 1 tỷ con rồi ấy. Never, never, em đừng nói rửa cho. Never. Tao nói mày nghe. Cái gì? Nói lén đó thôi nha. Tao nghi cái thằng đó bây giờ qua Thái Lan rồi. Qua Thái Lan làm gì? Chuyển giới. Úi dồi. Mày biết sao không? Đàn ông bây giờ hay qua Thái Lan chuyển giới lắm. Đang thằng Anh Dũng. Ờ. Đang Anh Dũng phải không? Thành cô Diễm. Cách bóp đồng đi. Tao vô đây á. Trời ơi, ơi. Em... em sợ hai chị quá à. Cuộc đời này phải cân bằng chứ. Phải có trắng, phải có đen, phải có sáng, phải có tối, phải có ấm, phải có dương. Phụ nữ là phải cần phụ nam. Không, phụ nữ là phải cần đi khám phụ khoa nữa. Không, chỉ cần phụ tùng. Không có mém chị ơi, trời ơi. Em nói chị nghe, đàn ông như là bỗng tùng quân vậy đó. Kiếp sau em vật đàn bà. Chàng ơi, em dựa vào chàng nữa nghe. Đánh cho bà tỉnh ra này. Đi rửa. Không, bà đứng thẳng lên cho tôi, bà có xương sống không vậy? Chỉ có xương sống như dừa vào trai hẳn sướng lắm em. Trời. Chị bà đó nha. Đắng. Trời sinh ra đàn ông á là người ta phải cần mình. Đúng chưa? Bây giờ em hỏi chị nhá, đúng không? Chị Hoa này. Bây giờ nhá, nếu như trên thế giới này không có những bông hoa đẹp như chúng ta, đàn ông mà không có chị em phụ nữ thì thế giới này nó sẽ như thế nào? Đúng không? Đúng. Chuẩn chưa? Hay quá, nhưng mà tao ngược lại. Cái gì vậy? Tao không có đàn ông, tao chịu không nổi. Nói nghe. Nói là nói vậy thôi. Nhưng mà cỡ em vậy nè, em ra đường á, thiếu gì trai theo. Thiệt nha, 18 tuổi của bà. Bà đừng có điêu, 18 theo bà làm gì? Dẫn tao đi ăn bô bà. 22 tuổi, nó dẫn tao đi movie. 55 tuổi nó dẫn tao đi shopping. 82 tuổi nó đưa bà ra nghỉ địa ấy. Nó đưa tao đi lãnh tiền già. Bà điêu. 82 tuổi mắt mờ chân chậm mà đạp ga thế nào rồi mà đưa bà đi lãnh tiền già. Tụi tao đi xe bus. Ôi tao kinh rồi. Trời ơi mấy chị ơi, đàn ông họ bần rồn lắm. Họ không có làm mấy cái chuyện mà đi trà sữa hay đi shopping đâu. Bần gì? Bần lắm. Bởi vì họ còn ngang dọc sơn hà thương tràng cùng với chiến tràng sống pha. Trời ơi con lạy mẹ. Rồi ôi, giờ này còn chiến tràng với cả chiến trận. Này. Giờ này á, tôi nói cho bà Thi nghe, bà Thi, bà đừng có mơ mộng nữa. Đàn ông á chỉ muốn chiếm nàng thôi. Đúng. Không. À, đàn ông này nhá, đây nhá, em chứng minh cho chị thấy, chỉ mê sắc. Đúng. Mê tài. Đúng. Đây, bây giờ em đổ một câu nhá. Ừ. Đàn ông mà không có rụng tim xuống em làm con chị. Câu gì, câu gì? Thuở xưa ngày đầu của nhau ai đưa nên duyên tình ca.
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa. Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm. Bà bị điên à? Tôi đang áp dụ trai, tôi áp dụ bà đâu bà khóc. Bà mỗi lòng quá. Ô Duyên. Nhưng mà thôi, nói nghe, bây giờ trên thế giới này ai có con nhờ con, có của nhờ của. Chị em phụ nữ chúng ta độc thân, có tài gì chơi tài đó. Chị nói em nghe nè, chị thì làm thơ, em thì hát hay. Đúng. Con mụ ảo sánh đây nè, không có tài chi hết, no talented. Bà kia nói xấu gì tao vậy? Bà có cái tịt gì không? Tịt là cái gì? Talented ý, tức là tài đó. Tài á? Sao không? Là gì? Trời ơi, trong tứ tuyệt mỹ nhân cầm kỳ thi quả, tao là đại tỷ nè, tao chọn cái cuối cùng. Quả. Dẻ. Hoa. Có bao giờ thấy chị Hoa vẽ đâu nhỉ? Có, chị có thấy 3 tuần trước chị Hoa một bức tranh con chim mà nhìn như con cú. Cái gì? Con gì? Con cú. Trời ơi má ơi, em đầu buồn tới giờ nói tung hoen nó mệt quá. Cho chị thường nói có em mệt quá, em nói lộ em bảo là con chim nó thành con cú. Tại sao mà bà vẽ con chim thành con cú? Tao nói mày nghe, tao vẽ, tao nói tiếng Nam là tao vẽ, tao không có vẽ chim chóc. Bà vẽ cái gì? Tao vẽ đàn ông. À. Đàn ông mà tới với tao, tao bắt cà thẻ. Rửa là vẽ cho ra bạc ra tiền, nhưng mà hạnh phúc thành tiên mấy hồi. Ôi, cái bà này bà lây thơ bà rồi à? Cái gì? Ôi, bây giờ không phải vấn đề của chị em mình nữa mà bây giờ phải nói cho bà này tỉnh ra. Chứ bà này lụy tình quá rồi. Nói cho nó tỉnh đi. Tỉnh chuyện ra gì đi. Vậy? Nói gì? Ta nói về. Chuyện gì nữa vậy? Về. Con mới về hả con? Má đánh ai bất tỉnh hả? Hả? Không có. Nhà này không ai bất tỉnh, còn má là bất thương thôi. Không, má đợi con về á, con xử con này nè. Giờ này cái phone của bác nó còn cầm trong tay kìa con. Xử để trên bàn rồi. Chờ nữa hả? Chị Thi, xử nó đi con. Chúc mừng sinh nhật chị. Ủa? Cái hoa đâu rồi? Em ơi, trời ơi. Gì mà? Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Em chúc chị sớm tìm được hạnh phúc. Ok. Đó. Chúc em tìm hạnh phúc đó. Cảm ơn em nhiều lắm. Nín. Cả nhà nghe đứa nhỏ tuổi nhất nói nè. Đàn ông. Chị là phụ nữ, chị là mồng Huỳnh Thi, chị không phải Huỳnh Thi em ơi. Em biết rồi, em không có nói chị. Đàn ông là cái gì? Không là cái gì hết. Nothing nữa. Man and nothing. Còn chị em ta làm gái. Hả? Hả? Rất là làm gái. Con, má còn làm được không? Chị làm đâu mà làm được nữa. Sao không được? Em không biết. Hai bà đều không làm được, già rồi. Tôi biết bảo cho nè. Trời ơi, mấy má ơi, nghe tôi nói nè. Ý tôi nói là còn chị em chúng ta phận làm gái là phải điều khiển được đàn ông. Thấy gì không? Kiki. Ở tên chó. Trời ơi, nó tên Kỳ Kỳ, chó gì? Chứ sao chị quên. Đúng, Kỳ Kỳ. 22 tuổi đời, 6 năm chia bài, đạt danh hiệu người chia bài giỏi nhất casino Pachanga. Cái đó là chuyện nhỏ thôi. Ngoài ra Kỳ còn có nhan sắc, một thân hình bốc lửa, tuổi trẻ và cả một tương lai bừng sáng. Làm sao đấy? Chị là má không còn gì hết con ơi. Đúng rồi, sao mà còn được. Ai mà muốn nhào vô em á là phải cao hơn em một cái đầu. Thông minh. Đúng. Có tiền. Chuẩn. Đẹp dai. Chị thích đẹp dai đấy. Ôi, đẹp nhưng dai. Mà con còn nhỏ, con đòi hỏi gì được. Cỡ má đòi hỏi có đục vô mặt má sao? Ai đục vô mặt bà? Đúng rồi. Làm như thế là rất là ác. Ừ. Người ta sẽ không bao giờ đụt vô mặt chị cả. Vì đánh người không bao giờ đánh vào mặt và đánh vào đầu. Đúng hỏng rồi. Thần kinh. Đúng rồi. Nó chỉ làm như thế này thôi. Sao sao chứ? Vạt. Ôm xiết lấy chị.
Không, nó trói bà vào ấy. Kiểu mới hả? Nó bịt mắt chị lại. Ồ, lãng mạn. Nhét rẻ vào mồm chị ấy. Trời ơi, 50 Shades of Grey à. Xong rồi nó bế chị lên. Nó bưng chị, bỏ chị vào một cái lồng. Trời tuyệt vời quá. Nó bò cái lồng đó lên một cái bè. Nó đẩy cái bè đó ra biển. Thế là sóng biển dập dần. Chị trôi đi. Chìm luôn, mất xác. Thôi. Đó là nó thủy phản chị rồi chị ơi. Vậy là chị chết hả? Chứ có gì nữa. Thôi đừng có chọc má em nữa. Không phải là chọc mà là tại vì trong cái nhà này, nếu mà nói về tự tin á, là chỉ có mình cưng là tự tin được thôi. Phụ nữ của chúng ta, dù bất cứ tuổi nào đi nữa, mình cũng phải có power. Sai hả? Thật rồi. Power. Yes. Power. Đấy, phải hướng là thế. Thành ra theo như bài Blackjack á, thì lật ngửa bài lên. À, chị Thi. Dạ. 16. Trời ơi, 16 trăng tròn em, chị trẻ dự rửa sao em? Bà điên à, 16 tức là chả có điểm gì hết ý. Là răng. No. 16 nút. Hả? Đấy, bà nghe chưa? 16 nút thôi. Điên trung bình. À, chị đây. Còn chị. Ừ. Chị hát hay. Đúng rồi. Chị 18 nút. À, không. Chị phải 20 ý. 20 là em. Không ạ. À, tao nghe là tao phải 20 ấy. 20, ok, cho chị 20 luôn. Em 21. Con điên. Con má con mấy nút con? Quá. Ôi dồi ôi. Vậy là má chết lần nữa. Ngoắc, ngoắc tức là không có điểm gì đó. Là bà trên 21 là bà đi luôn á. Bà thua trắng tay đó bà. Thôi, dù bất cứ tuổi nào mình cũng có nút hết. Thành ra là con ở trong trong bài á, con quen nhiều. Con có cần chờ đời không? Đúng rồi. Ừ. Dù bất cứ tuổi nào mình cũng có nút. Ừ. Thành ra mình không thể nào là người chờ đợi được. Mà đàn ông phải là người chờ đợi chúng ta mới đúng. Ừ. Đấy chưa? Nếu mà có chờ, chờ chút xíu thôi. Ừ. Em hả, mà bắt em đợi quá 5 phút hả, là em bỏ liền. Get out of my life. Ừ, chuẩn. Đằng nghe này chứ? Hả, không những 5 phút, 5 giờ, 5 ngày, 5 tháng, mà tới 5 năm. Oh my gosh. I can't believe it. Mày lây bà. Ôi cặc em ơi. Nhưng mà cặc em ơi, cặc chị ơi. Gì? Nhưng mà phụ nữ Việt Nam của chúng ta có truyền thống chờ đợi. Cả em có biết cái bài Hòn Vòng Phú không? Biết chứ. Người vòng phú trong lúc gió mưa. Ôm con chờ chồng hỏa đã. Bé con đã ngoài công để đứng chờ. Ủa, trong người ta cũng chờ được, huống chi là chi. Mẹ ơi, người ta có con để mà bế. Còn mẹ thì có cái gì bế. Dù sao đi chăng nữa thì em nghĩ là thôi, chắc thì chị cũng mãi mãi trở thành một hòn vọng phu còn trinh mà thôi. Hòn chi cũng được, phải em phải chờ thôi. Ôi, theo ý kiến của Kỳ, muốn quên người cũ là phải có người mới. Đúng rồi. Ê, con giới thiệu cho nó đi con. À, lên đi. Em có một ông này đang theo em. Dạ. Mà em chưa có chịu. Uh-huh. Rất hiền. Được. Mặt mày sáng sủa. Ok đã. Lương căn bản. Uh-huh. Hát rất hay. Ờ, em thích đó. Nhưng mà chỉ tội thấp hơn em cái đầu. Bằng kiêu. Nếu mà Kiều là Kiều không thích chị mô. Sao lại không thích? Không, không phải bằng Kiều. Ai? Em bằng Kiều. Bằng Phạng à? Từ, tào lao quá. Nè, nhỏ này giới thiệu tào lao, chị giới thiệu người này được lắm nghe. Chị mà cũng có người thương chị nè. Chứ sao chị nhường cho em đó. Rửa à? Người to cao. Được. Cái mặt như cái bánh bao. Không biết nói xạo. Rửa à? Ưu điểm là không bao giờ biết bỏ tiền ra bao ai hết. Biết rồi. Em biết luôn. Người này tên là Chí. Ông này ông có tài lắm á. Tài. Em chiều mô. Rồi em lấy người đó về để em trả tiền suốt đời em thắng thôi, không được đâu. Em chiều mô. Sao không chiều em, chiều ai hết á. Mệt quá đi. Thôi chờ ai chị giới thiệu cho chị Thi đi. Ôi. Mày giới thiệu đi. Điền à. Này, trên đời nhá, các cụ dạy rồi, trên đời có bốn cái ngu. Làm mai,
gác nợ. À, lãnh nợ, gác cu, cầm dầu. Rửa mà nó cũng mà bây giờ đấy. Mình đi làm mai, đấy, lúc mà chúng nó hạnh phúc sung sướng thì chúng nó gọi tên nhau. Mà lúc mà chúng nó cãi nhau thì chúng nó đem tên mình ra chúng nó chửi. Em đâu có ngủ. Trời ơi, không. Vậy thôi chị có gì chị khuyên cho chị Thi đi. Khuyên á? Ừ. Khuyên gì đó? Chị có lời khuyên gì đi. Đời chị cũng có ra gì đâu mà khuyên nhỉ. À, em biết rồi. Em có lời khuyên thế này cho chị Thi nè. Chị Thi à, ngày hôm nay là ngày sinh nhật chị. Em xin trân trọng gửi cho chị một lời khuyên như sau. Nếu mà chị phải sống với một người đàn ông không ra gì thì chi bằng chị ôm gối một mình ngủ sướng hơn. Yes. Hay quá. Yes. Các bạn ơi, giờ là các bạn không biết tình yêu là chi rồi. Chị Hoa. Gì? Chị có bao giờ mà có một người đàn ông không ruột thịt chi hết mà chị bị bình á, nấu chảo đút cho chị ăn, chị có chưa? Mặt đơ ra thế là chắc không có rồi. Em cầm ơi, có khi nào có một người đàn ông cao quỳ dưới chân em để bóp chân cho em, sau đó cọc em lên vai đi hết một con dốc đồi cao chót vót, em có chưa? Rồi mặc vậy là không có luôn. Còn Kỳ ơi, em có bao giờ có một người đàn ông đứng trước cổng trường đợi mưa dưới mưa để chờ đợi em chưa? Nó gái rồi, không có đâu. Có nghĩa là răng, có nghĩa là chưa ai biết yêu hết. Còn em hạnh phúc lắm. Em yêu và em được yêu chị ơi. Ôi bà điên rồi. Điên quá, để cho nó đứng đó đi. Mệt quá. Nói ngoài không nghe. Trời ơi, Cali hạn hán, có mưa đâu mà biết. Trời ơi, ví dụ như tôi cũng bị sốt rồi nữa. Có điện thoại. Phân cùi bắp, cùi bắp của chị ra. Cho nó bắt đi. Mình chờ được 5 năm thì đợi 5 giây có sao đâu. Không được. À, đúng rồi, đúng không chị? Đi. Không, đúng không? Đâu đó, cho chị em ơi, trời ơi, chị chờ 5 năm đây em ơi. Ôi, tắt rồi. Tắt rồi. Hello. Hello. Tắt rồi. Chị con nhỏ này. Mày bảo chờ, chờ, chờ. Các bạn cũng biết mình chờ cái điện thoại này bao nhiêu năm đấy rồi không? Mình không dám đổi điện thoại. Trong cái điện thoại này chỉ có một số phone của anh ấy. Mình không dám đổi nhà, sợ anh ấy lạc lối. Nhiều đêm mình mơ nghe tiếng chân anh ấy, hoặc một tiếng phone reng. Thế tại sao? Tại sao không cho mình bắt? Tại sao các bạn không giống mình bắt phun? Có voicemail. Nghe đi, voicemail. Nghe đi. Khoan, à, nghe đi chị, nghe đi. Ngồi xuyên. Nghe đi chị. Chị nghe đi. Cháu Thi. Bác là ba của Việt đây. Bác xin lỗi vì hôm nay mới gọi cho cháu. Bác nói chuyện này có lẽ cháu chưa biết. Cách đây 5 năm, đúng vào ngày sinh nhật của cháu, trên đường đi gặp cháu, Việt nó bị tai nạn, hôn mê, cho tới tận bây giờ mới tỉnh. Người đầu tiên mà Việt muốn gọi là cháu. Việt nó muốn nói một lời xin lỗi và mong cháu tìm được hạnh phúc của riêng mình. Về phần Việt thì cháu đừng có lo, đã có bác ở bên cạnh nó rồi. Bác cảm ơn cháu. Chúc cháu bình an. Có biết chăng em giờ này xót xa trong lệ cay, đắm đuối với xác thân hao gầy. Nào dễ phai khi mặn môi, với em là trọn đời. Yêu anh chỉ mình anh thế thôi. Em xin lỗi anh. Đạt lý 5 năm nay em phải ở cạnh anh để chăm sóc cho anh.
các bạn ơi, mình là phụ nữ, cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng cần có một tình yêu bên cạnh. Nếu không thì sẽ cô đơn lắm. Tôi xin phép cả nhà, tôi đi tìm tình yêu của tôi. Tôi đến với anh ấy đây. Chào các bạn. Có biết chăng em giờ này xót xa trong lệ cây, đắm đuối với giấc tháng hao gầy. Nào dễ phai khi mặn môi, với em là trọn đời. Con à, mẹ đây. Ừ, mẹ nhớ con quá nên mẹ gọi mà. Hello, anh Bằng hả? Tối nay anh chở em đi coi phim hả? Nhưng mà anh đừng có dẫn má anh theo nha. Alo, anh Chí Tài hả? Tối nay mình đi ăn sushi nha. Hả? Anh bao em hả? Trời bảo. Thi quá. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Tình sâu sao như giọt nắng lên cao, cho lòng mình mang mang như là khói. Tình hoa phao như một giấc chim bao. Ố, tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng dù. Ôi trời ơi, hết hồn rồi. Từ lúc mua chỗ mua tới bây giờ không biết giật mình bao nhiêu lần, mà không biết con này có gì đâu đẹp mà ghệ mình đã thích. Mà thấy em thích thì mình chịu thôi. Alo. À, Tuna hả? À, anh là Octopus đây. À, cái gì? Xe em bị cái gì? Đứt dây xích beo hả? Hết hồn, tưởng đứt dây chằng chứ. À, được rồi, tới đi, anh chờ em mà, chờ cả đời còn được mà. Vậy đi nha. Trời ơi, khu hồn thiệt. Ủa mà kỳ ta, xích beo mà cỡ này thì bất quá nó giãn thôi, gì mà cắn đứt dữ vậy. Cái này chắc không phải tuna đâu mà là cá mập đó. Không được. Đẹp trai đẹp trai, đẹp trai con bà hai. Yeah, sáng sớm thức dậy anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ai biểu cái số của ông trời, ông tạo anh ra để sát gái. Ngó qua bên này em này kết, ngó qua bên kia em kia chết. Trời sinh con người anh hoàn hảo, không có chỗ nào để chê hết. Anh đâu có bỏ tiền cua gái, gái bỏ tiền ra để cua anh. Anh đâu có cần chạy xe xịn, anh đâu có cần chạy xe nhanh. Một cú phone biết bao người chở, gái phóng xe đến không kịp thở. Mọi thứ đều có ở trong tay, ai biểu mình quá là đẹp trai. Chốt. Trời ơi, hết hồn mày. Trời ơi, thăm mấy giờ rồi chú? Thời buổi bây giờ ai cũng xài phone hết. Sao mày không lấy ra mà coi? Sao chú biết con không có phone? Con có phone mà con không muốn coi, con sợ nó hết pin. Mày sợ hết pin mà tao không sợ hả? Chú già cả lớn tuổi cần nhiều pin làm gì? Đâu có ai nói chuyện với chú đâu. Sao biết không ai nói muốn nói chuyện với tao? Chú dòm đi, 1.500 con người ngồi vòng vòng xong trong cái công viên này có ai thèm nói chuyện với chú đâu. Toàn là dòm chú không à. Nhiều lắm là người ta nói chuyện với nhau thôi. Con là con thương chú, con tội nghiệp chú, con mới hỏi chú một câu. Một câu phải không? Dắp. Hỏi lẹ ra mày. Mấy giờ rồi chú? 8 giờ. 8 giờ sáng hay 8 giờ tối chú? Câu thứ hai rồi nha. Tại chú.
chú trả lời mà không có tâm gì hết trơn à. Nói 8 giờ mình phải nói 8 giờ sáng hay 8 giờ tối để người ta biết, người ta định hình, chú hiểu không? Chứ giờ nói vậy trả lời vậy ai biết đâu. Trả lời mà không có tâm. Ê, mày nhìn kỹ vô mặt tao nè. Ôi trời ơi, lỡ chân lông bự chà bá luôn chú. Con một mụn nữa, để con nặng chó đấy. Phải dẹp đây. Không thiệt. Mày thấy rõ rồi phải không? Dạ. Vậy là mày biết buổi sáng hay buổi tối rồi. Tại sao? Tại sao trên cuộc đời này có những cái con người mà ăn ít mà nói nhiều như con? Còn có những con người, có những con người người ta ăn quá nhiều, ăn quá nhiều bự cho mập thay bự thù lâu, ngồi một đống như bị bệnh tự kỷ vậy. Biến đi mày. Người chứ phải thần tiên đâu kêu biến. Đi đi thằng quỷ. Quỷ nào mà đẹp trai như con? Đẹp trai mới có ghệ thương. Ngó qua bên này có người kết. Ngó qua bên kia có em kia kết. Vừa già vừa xấu ngồi một chỗ không có ai mê hết. Oh yeah, oh yeah. Mới sáng mà công viên thả thú ra sớm mà. Trời ơi, ai đây? Ôi trời ơi, phải là Bạch Tuộc không? Đây là Katuna nè. Ồ, đây Octopus. Ừ. Bạch Tuộc của lòng em nè. Trời ơi, nhìn là muốn tuột. À, khoan chờ chút nha. Khỏi coi hình. Hình ở trong điện thoại với lại hình mà gửi đi rồi gì đó, nó photo dữ lắm. Ồ, không, ý anh nói là em đẹp hơn trong hình. Ừ vậy hả? Thôi. Chết quá. Nè. Dạ. Đi đường xa có mệt không? Mệt dễ sọ luôn. Uống cái gì nha? Uống cái gì cũng được. Bông cúc, la hán quả. Thôi không uống mấy cái đó đâu. Sao nó uống gì cũng được? Nói theo phong trào vậy thôi hà. Nói nghe nè, em coi phim ngôn tình nhiều quá, không có nên mà ngồi mà uống những cái thứ nước đó. Mình gặp nhau mình phải uống cái gì cho nó sốc, cho nó bốc. Uống cái gì nè? Rượu mạnh. Wow. Nhìn em chiều cao hơi thiếu mà được cái là gọi là yếu tố bất ngờ. Hay quá. Em nhiều thứ bất ngờ lắm. Nhiều khi thấy vậy chứ không phải vậy. Ủa, em có đem ly tao uống không? Thời buổi này ai uống ly y như vậy nóc. Cá tính quá. Ừ. Đã quá. Đáng lý coi trong phim á là con có để hai cái nến nữa. Có đem theo không? Không dám đem. Sao vậy? À, hai đứa mình có tuổi ghim hai cái nến là tưởng phúng viếng. Hai bả ơi, bả ơi, nó không có lãng mạn, nó chuyển qua nó lãng nhắc. Anh thấy lãng xẹt đó. Thì bởi vậy, hiểu nhau rồi đó. Ghét quá. Em làm vậy làm sao? Đánh yêu đó. Oh. Đánh cưng ta. Ôi trời đất ơi. Trời ơi, quánh muốn xúc đầu nghề luôn trời. Anh lỡ tay. Quánh nè, tập lại nè. Quánh. Hello, hai người đang fall in love. Lại là mày nữa. Tại sao mày nhây quá vậy? Hả? Trời đất ơi, thiếu gì chỗ trong công viên mà không mà đi chơi, mà lại cho mày kiếm chuyện với tao hoài vậy? Em coi nè, cái thằng này đó, đầu tóc thì quái gở, ăn mặc thì quái dị. Nó là nhìn cái anh biết là cái nhà gọi là có mẹ sanh mà không có cha dạy. Nó gọi là cái phường mất dạy đó, hiểu không? Sao mày liền như trâu vậy mày? Hả? Ông có thấy con trâu nào mà biết cầm súng không? Chú lỡ lời. Chú, ý chú nói là con đẹp như thiên thần vậy đó. Thần nào mà cái mặt ác như tôi? Thần chết. Ông muốn chết lắm phải không? À, không có. Ông muốn chết thôi, bên đây đẹp chưa muốn chết. Ôi, lạnh mấy con ơi. Bữa nay chú đi chú không có mặt tả. Làm gì liên quan đến cái tả? Lạnh cái đó ướt quần à.
ở đây công viên, ngồi chút nó khô. À, con à, chú bị bệnh tim, con cũng đừng có chỉ súng vô mặt chú sợ chú đứng tim chú chết đó. Vậy thì đỡ tốn viên đạn. À đúng rồi, chú còn có bệnh kinh niên nữa, bệnh trĩ. Bây giờ ngồi yên chỗ được đâu, chú phải đi tới đi lui. Thôi chú đi nha. Đừng lại. Đứng thẳng lên. Thẳng không được. Thẳng lên. Sao nãy nói thẳng không được? Lạnh là nó thẳng à. Kỳ vậy. Người ta lạnh là người ta quéo, sao không lạnh không thẳng được hay vậy? Chú cũng không biết. Nó với cái gì mà ông thẳng được vậy? Nó chỉ súng ấy là. Cậu ơi, cậu chỉ giùm cho tôi thẳng luôn đi cậu. Trời, bà thẳng sao bà lố quá vậy? Bởi vì em thích súng. Đừng lại. Ông, móc tiền ra đây. Cậu à, cậu còn trẻ, tại sao cậu không đi học cho đàng hoàng, trở thành người tốt? Đi ăn cướp có ngày vô tù khổ lắm. Cái gì? Ông định dạy đời tôi đó hả? Ông không phải là cha của tôi. Đừng có giáo dục tôi. Mệt quá à. Ông chỉ đâu, chỉ ăn chỗ thôi. Chỉ tùm luôn, biết súng nào là súng nào. Bộ tuổi ông còn có súng hả? Còn bà kia bà làm gì vậy? Sáng dịp tập thể dục luôn, tập dịch chân kinh. Tập khỏe lắm, dịch chân kinh khỏe. Tôi bắn cho bà thần kinh luôn nha. Đứng lên. Đưa tiền ra đây. Dạ. Hồi sáng đi nhà băng rút có 130 đô à. Sao có 130? Dạ, 100 này là để tính vụ gái vô motel. Trời ơi. Còn 30 này, sau khi đi motel xong, tôi tính đi ăn miếng thịt bò cho nó bồi bổ sức khỏe. Nói vậy là cái hàng này là hốt free hả? Ồ, bà vậy là tình cho không biếu không hả? Dạ không, nhiều khi bên đây thối ngược nữa. Trời. Cái tuổi này là bây giờ nó khao khát lắm. Được đấy. Dạ. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Dạ, tưởng cậu tiếp. Tiếp trọng viên đạn bây giờ. Dạ, đây. Đây. Cậu à, cậu còn trẻ mà, cướp mấy cái người ít tiền như tôi đâu có lợi đâu. Muốn cướp phải không? Tôi chỉ cho mấy người này giàu sang, cướp cái là vô mánh luôn. Đây nè. À, cướp những người mà ngồi hàng ghế VIP, tóc bới cao, mách cắp lộng lẫy, đeo đồ trang sức sáng chói. Ngồi kế bên có bạn là chủ thẩm mỹ viện. Cướp vậy mới là cướp. Bà Thúy, chủ trung tâm Thúy Nga. Mày khùng hả? Cướp bả chắc cuốn xa có tao với mày. Thì thôi đi. Cướp cái người này cũng sang lắm nè. Đó. So hot. Sao nãy bà nói lạnh? Nãy nói cái súng lạnh thôi, còn du là so hot. Đẹp trai quá. Trời sanh ra để đi ăn cướp hay sao? Cái mặt thần thái lắm. Biết ông trời ông cho hết trơn à. Cho vừa thứ, trời đất ơi. Cái mặt cầm cái súng thấy cưng không? Thôi quay thẳng mới dễ lấy hình nè. Trời ơi, nhìn mặt y như cái ông chăm bông vậy đó. Hả? Ông gì? Cái ông đóng vai chánh trong 007 á. Trời ơi, James Bond. À, ai biết đâu nhớ bánh mì chăm bông thịt. Trời ơi, cái mặt đẹp máu ông trời đất ơi. Anh đẹp trai. Trời ơi. Em không có tiền. Bây giờ bà xưng em với tôi luôn. Bà ném về em của má tôi đó dì ba. Sao biết tôi thứ ba? Có coi phim của ba Sài Gòn chưa? Rồi. Tôi của ba Vĩnh Long. Trời ơi, có liên quan gì? Tưởng cùng quê.
Quê tôi với Bến Tre. Bến Tre hả? Ừ. Bến Tre xuống Vĩnh Long có 1 tiếng đồng hồ hả? Trời đất ơi, Đồng Hương, ra mua vé về đi chung nha. Đi đây. Bà xạo xạo hoài nha. Không có. Nha. Không có. Có diễn nữa nha. Không có diễn. Không có tiền thiệt. Sao không có tiền? Móc ra đây. Không có nhiều thì cũng phải có ít. Có 13 đô hả? Gì mà có 13 đô? Mua đi chơi với trai đâu có ai cầm tiền. Không tin hỏi mấy chị ở dưới đâu, đi chơi với trai để trai nó lo. Thiệt. Nhưng mà tại sao có 13 đô? Cầm theo 13 đô để mua thuốc ngừa thai. Uống không ngờ sợ cứng chữa. Tuổi của bà còn trứng để đẻ hả? Hên xui. Mà nó xui nhiều hơn hơn. Tôi không có giỡn với bà nha. Không nói thiệt, có sáng nào cũng ăn một gạp la hai trứng đó nó. Cầu cho nó có trứng. Cậu chỉ nào, cậu chỉ chỗ, cậu chỉ qua chỗ lại bắt tôi lé tội nghiệp. Không có giỡn gì nha. Không có giỡn, ai giỡn đâu nè. Trời đất cô, cái tay cầm súng cái cưng quá, cái thằng thiệt, cái cốt này cốt anh cướp hay sao á nha. Nó làm gì cũng được hết trơn đấy cưng. Không có đấy. Không làm nè. Không thua. Không thua. Thằng nhỏ đấy cưng đó sao. Này, cái nách đi ăn cướp sức cái gì mà thơm quá vậy. Bà ngồi đó. Bà đó nha. Đừng có mơ ước. Tôi là tôi chỉ có cướp tiền, không có cướp sắc. Sao vậy? Vì tôi đã có sắc rồi. Cái gì vậy? Hồi nãy uống rượu xỉn. Xỉn quá mày. Xỉn quá cường câu. Về thôi, có nhậu vẹt vậy thôi. Về thôi. Nhậu à. Về xỉn quá. Lại. Tôi bắn liền bây giờ nha. Không có giỡn nữa hai ông bà nha. Nha. Nhất là bà đó nha. Bà diễn sâu lắm nha. Tôi rành bà lắm nha. Nãy bà chạy chiếc Mercedes 2018 tới đây đúng không? Sao hay vậy? Tôi hửi được mùi ghế da mới. Ông chạy chiếc Corolla tới đây đúng không? Sao bà biết? Tôi hửi được mùi da móc. Ông chạy xe năm mấy vậy? 1983. Trời ơi, 1983 là Thúy Nga ta mới ra cuốn đầu tiên. Nay ta kỷ niệm 35 năm rồi mà ông chưa mua xe mới nữa cha. Vậy mới là classic. Là xe cũ hả? Ừ. Lạ hả? Ừ. Để ra coi xe làm sao coi. Để ra tôi dẫn bà đi. Đừng lại. Nó nhớ dai quá vậy ta. Nhúc nhích một lần nữa là tôi bắn thiệt đó nha. Đừng có nhúc nhích nha ông. Đi là đi thôi, đừng có nhúc. Lại. Đi đâu? Chút nữa tặng cho cái hộp quẹt với 2 lít xăng. Chị... Ủa chi vậy? Đốt mẹ nó chiếc Corolla đi. Thời buổi này ai chạy Corolla đời 1983 ông nội? Cha nội thì chạy chiếc xe tàu lao. Ăn cướp nó còn chê nữa. Bà đưa chìa khóa đây. Chị phá gì vậy? Chị phá nhà hay chị phá trái tim em? Bớt giỡn nha. Súng nha. Phá xe đó, mới mua Mercedes 2018. Ngồi im, không được nhúc nhích. Dạ. Nghe chưa? Trời ơi, nó làm gì vậy? Nó lướt vô như Michael Jackson. Ổng mà còn sống chắc ổng buồn dữ lắm. Sao vậy? Nó lướt y như con đuông dừa. Xấu quá. Sao lại vậy? Ra liền đi. Vô. Ồ, mới đây hiện hồn hả Michael? Trả lại nè. Sao vậy? Sao không cướp xe tôi đi? Ra ngoài đó mới sực nhớ cảnh sát mới bắt hôm qua tịch thu bằng lái rồi. Ủa? Ủa? Sao sống có pháp luật cái gì? Mình ở Mỹ mà. Lái xe là phải có bằng lái. Mình phải tôn trọng luật pháp. Ê, ăn cướp mà có tôn trọng luật pháp. Đúng rồi. Ăn cướp là cái sở thích. Nói nghe nè, lái xe thì cần phải có bằng lái, chứ lái máy bay không cần bằng đâu. Tôi không có muốn lái máy bay. Bà bớt diễn. Ăn cướp là mình phải bắn người. Bắn ai bây giờ?
Băng ai? Băng ai? Ông ba mình có dạy kính lão đắc thọ. Vậy là nó, vậy là bắn người già. Bà làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Tiếng con nít ở đâu ra vậy? Dạ em á, em mới sinh, mới con tháng tuổi bắn mấy con già này nè anh. Bà bớt có đóng hoạt hình nha. Ngồi yên tại chỗ nha. Thọ là đây rồi. Cái gì vậy? Tôi có ý kiến. Thời bây giờ mà nói kính lão đắc thọ là xưa rồi. Mình đang ở Mỹ thì phải sống theo kiểu Mỹ. Người Mỹ có câu Lady first, shoot her. You're right. Bắn em thiệt hả? You're right. Đúng. Ủa, ổng đâu rồi con? Cha già mắc dịch đâu rồi? Ủa đâu? Mới đây mà má. Mới đây đâu rồi? Ủa cái gì nè? Đây nè má. Ra đây. Ra đây. Ủa ra đây. Không ra được. Sao ra? Ướt quần rồi. Ra đây. Ướt quần cũng ra đây. Cậu ơi. Nói má rồi, má thấy không? Ba cái thứ tình cảm mà quen trên mạng này không thể nào mà tin được mà má không nghe lời con. Ủa cái gì? Cái gì má con ở đây? Má thấy đi. Ai thấy? Má thấy không? Trong cái lúc sống và cái lúc chết má mới thấy, mới lòi ra cái khuôn mặt chuột của ổng. Cái gì vậy? Tại con, sao là má con? Con trai của tôi nè. Tại nó không tin tôi, nó nói là tôi quen mấy người đàn ông trên mạng đó là không có chắc chắn. Ra tôi mới, nó mới ra thử ông á. Mà tôi nói anh nghe nè, tôi sai rồi. Sao sai? Nếu mà một người đàn ông lấy một người phụ nữ tuổi này là biết chắc tôi đã gãy đổ rồi. Mà đặc biệt những người single mom như tôi á, anh lấy anh chấp nhận. Trước tiên của người phụ nữ có con là anh phải thương con tôi. Anh phải thương con tôi mới lấy anh. Anh là một thằng hèn. Tôi sai. Má sai con. You fail. Về má. Tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng ra đây chờ Thu Na mà chẳng thấy bóng em ở đâu. Thu Na, anh đã chờ em một tháng rồi. Anh sẽ chờ em một tháng, một năm, một đời anh. Ủa con, chú con khỏe không? Trời ơi, này chú biết hỏi thăm người khác luôn ha. Con đừng có mỉa mai chú mà. Chú biết chú có lỗi. Má con sao rồi? Má con có khỏe. Má con không khỏe hả? Sao vậy? Má con cả tháng nay ôm cái con thú nhồi bông xanh của chú tặng đó khóc hoài. Chắc là nhớ chú phải không? Không, ôm con thú nhồi bông nó thấy ghê quá sợ khóc. Sao bà không quăng đi? Tại má con thương chú. Chú biết, chú đã gọi điện thoại và nhắn tin cho má con rất nhiều lần mà không thấy hồi âm. Chú buồn lắm con ơi. Cả tháng nay chú muốn bệnh luôn. Con biết, nhìn thấy chú hôm nay ốm nhom mà lòi hai cái lỗ tai ra luôn. Con biết chú thương má con nên con mới ra đây con kiếm cách giúp chú á. Nhưng mà má con bây giờ sao rồi? Má con giờ thì cũng yếu lắm hả? Yếu lắm. Đừng lo. Đây, con cầm cái này về đưa cho má con uống. Có cái gì vậy chú? Sugoi Fukadan. Đặc chế từ các loại nấm thiên nhiên của Nhật Bản. Có thể phòng chống ung thư, tai biến, đột tử, đột quỵ, cao huyết áp. Ồ, có hai dạng, dạng nước về nặng, dạng viêm. Rất dễ uống, đặc biệt chỉ có trung tâm Thúy Nga độc quyền phân phối. Trời,
chú làm như quảng cáo vậy chú. Tao quảng cáo mà. Gì hả? Chắc chú vô được khúc ha. Ừ, nhớ xúc chi, à. Nhớ chi cho hai má con thì con. Được rồi. Mọi con sẽ suy nghĩ cách làm sao giúp cho chú. Ê, đây, nghĩ vậy nói liền cho chú. Đây, cách nào, cách nào. Để con suy nghĩ cho. Cách nào đây để mà gặp. Bây giờ để con, đừng có để con suy nghĩ lại. Để hả? Gì vậy? Con, bọn ăn cướp bạn con hay sao Diễm nữa hả? Đâu có. Sao? Chú ơi, thần thái này là cướp thiệt đó chú. Vậy? Dạ. Ê, trời ơi, đừng đánh đó, đừng đánh đó. Dạ, dạ, tiền đây. Dạ. Dạ tiền đây, dạ 130 đô. À, chú cũng còn giữ 130 đô. Có ý định đi motel với má con hả? Đúng rồi con. Đi thôi. Dạ, điện thoại em, anh cướp đẹp trai ơi. Điện thoại này của má em tặng lúc lễ tốt nghiệp, anh đừng có cướp. Đừng lấy điện thoại của nó, lấy điện thoại của tôi nè. Trời ơi, cậu ơi, điện thoại của tôi tải nhiều game lắm. Em mốt cậu vô tù có thể chơi giải trí mà. Vẫn là cái ông hả? Mày hả mày? Mày hả mày? Ủa? Sao tàu đá nó có một cái mà nó lăn dữ vậy? Chắc muốn kiếm tiền thêm bảo hiểm á. Chú ơi chú, nó nghe nè chú. Chú làm mà chú đánh tên cướp dữ vậy chú. Nó bất tỉnh luôn rồi chú. Nếu mà nó mà chết là chú ở tù á. À đúng rồi. Thôi bây giờ mày gọi 911. 911 đi, chú sẽ hô hấp nhân tạo đó. Đi đi. Tuna. Tại sao là Tuna? Trời ơi, I killed my baby. My God. Trong giây phút kia ta tim nguyện ghi lời thề, ta xa nhau muôn dặm dài nhưng có nhau kề, dài bên dài sát cánh gian nguy vẫn không rời. Nín đi anh chị. Trời ơi, anh chị tưởng mình là Thanh Sang Thanh Nga trời. Ông bà là ném về Thanh Xà Mạch Xà. Đứng lên. Gì vậy? Trời, chú. Má. Gì? Chuyên môn làm lố. Diễn thiệt là sâu luôn. Con biết là má có vỏ nhưng mà má làm nó quay vòng vậy rồi chú sợ rồi sao? Ủa? Chuyện này là sao? Tại sao má con lại là dễ ăn cướp? Này là kịch bản của má con đó. Muốn thử lòng chú nữa đó. Gia đình của con bộ quen Duy Nguyễn Ngọc Ngạn hay sao mà viết nhiều kịch vậy? Phải, ý là má con muốn thử chú là thật sự là một tháng nay má con muốn nói là coi như giờ nếu mà thử chú, nếu mà chú mà thương con một là sẽ thương má con 10. Nói nghe nè, tôi biết ông chờ tôi đây 1 tháng chứ, tôi ra vô tôi thấy hoài á, tôi về tôi coi tiểu sử của ông rồi, ông là người tốt, không phải người xấu. Bây giờ tôi với ông già rồi, ráp lại làm bạn, tôi thử ông một lần nữa coi có thương con trai tôi không. Ông thương nó thì tim tôi cũng sẽ để đây. Rồi tim sao? Con cũng để đây. Ồ, nói vậy là chú có vợ mà vừa có con nữa. Hay quá. We are family. Gì vậy sư phụ? Mày làm tao sợ quá. Sư phụ
sợ gì? Ma. Trời ơi, thầy bói mà sợ ma. Mày cứ mật cái nhạc mà nó mênh mang thế làm sao mà tao không sợ được. Trời ơi, thưa biết không, con đang luyện bí kíp lấy vợ giàu. Con phải để cái nhạc Ngọc Hà vậy nó phiêu, con mới mau nhập. Sao mày không bật nhạc Bằng Kiều cho nó êm đềm? Vậy hả sư phụ? Vậy để mang để Bằng Kiều. Cái gì vậy sư phụ? Nhạc tắt rồi mà sư phụ bị tẩu quả nhập ma hả? Không phải, cái này phone. Trời đất ơi, phone giờ nó làm rung quá. Alo. Vâng, tôi Thất Cầm tiên sinh đây. Bà muốn xem bói hả? Xem bói thì bà đợi tí đi. Đợi tí nha. Gì vậy sư phụ? Sao không trả lời con bả? Mình phải làm thế để cho người ta tưởng là mình bận. Chứ còn mà mình trả lời ngay thì nó lại bảo là mình không có việc gì. Đấy, thầy bói giờ toàn thế thôi. Ồ, cao siêu. Ừ, bây giờ mình cứ tâm sự và hai thầy trò mình tâm sự một lúc nữa là mình mới trả lời. Ngày mà hôm nay mày nấu cái gì cho tao ăn? À, bún mắm nha sư phụ. Thôi bún mắm mày nấu toàn là mắm, không có bún gì cả. Vậy bánh canh đi. Bánh canh thì lại toàn canh không có bánh. Trời sao hầu hạ sư phụ khó quá à. Thôi mày nấu lại bún mắm đi. Trời, đâm hơi vậy hả? Sư phụ ơi sư phụ, con thấy lâu lắm rồi mấy sư phụ bắt phone trả lời bả liền đi. Không ơi, bả cúp phone á. Lâu chưa? Lâu lắm rồi. Không tốn mớ tiền nữa nha. Alo. Vâng, tôi đây từ nãy giờ xem cho mấy trăm khách làm sao mà có thời gian mà nói chuyện với bà. Bà cứ phải từ từ. Bà muốn xem bói bà phải xếp hàng trước 3 tháng. Quen biết thì cũng phải 3 tuần. Và vội lắm mà. Thế bà tới luôn đi. Tới luôn này trả thêm tiền cũng được. Bye. Thôi bộ, sao bộ. Hồi sáng giờ cái văn phòng mình nha, con rùi nó bay ngang qua con còn không thấy nữa. Đâu mà có mấy trăm khách gì sư phụ. Mày rốt nó vừa vừa thôi, chẳng nghe tao khai với bà là mình ế thiêu ế chảy ra. Mày như thế bảo làm sao mà học mãi không tốt nghiệp được. Sư phụ nhắc con mới nhớ nha. Theo sư phụ 2 năm trời rồi mà con không thấy tiến bộ gì hết á. Nhiều khi không biết là tại con ngu mà tại sư phụ dở nữa. Tại mày ngu á. Tao học có 3 tháng là tao ra Hồ Gươm tao xem bói cho khách rồi. À, con nghĩ không phải tại con ngu đâu, mà tại con không có xạo được như sư phụ á. Trời, sư phụ xạo thấy bà cố luôn. Xạo mà còn hơn cái chữ xạo nữa. Mới tuần rồi đó, cái bà đó tôi nói cái mặt bà ác như một phù thủy vậy đó. Mà bước vô đây sư phụ nói trời ơi, chị nhìn thánh thiện hiền lành giống mụt quá. Mày dốt lắm. Bà biết là bà ác. Không hề biết. Chỉ có tao, mày, thiên hạ nhìn bà thì mới biết là bà ác thôi. Còn một mình bà là bà tưởng bà hiền. Mình phải oánh trúng tâm lý như thế mình mới lấy được tiền của người ta. Cao siêu. Bài thứ nhất là phải xạo. Để con viết xuống. Xem bói là phải xạo. Xạo hả sư phụ? Mà người ta ấy cứ nói là nghề bói là không mất vốn. Mở cái gì cũng phải mất vốn. Nào là quán ăn hoàng phở, rồi nhà hàng, rồi quán bún riêu, cái gì cũng phải mất vốn. Mà chỉ có thầy bói là không mất vốn. Con biết cái nghề này không có cần vốn, bởi vì con mới vô đây con học sư phụ nè. Nhầm. Mày lầm hoàn toàn. Sao vậy? Thiên hạ lầm hết. Nghề bói phải có vốn, và vốn là cái mồm của mình. Cái mồm là cái gì sư phụ? Cái nào to nhất trên mặt mày là cái mồm. Cái này người ta gọi là cái miệng mà sư phụ. Ta bắt ta gọi mồm được không? Ông bà mình nói là cái lưỡi hỏng xương nhiều đường lắc léo, cái miệng hỏng dành nói láo tứ tung. Cái miệng của sư phụ có dành quá mà sao sư phụ nói láo dữ vậy? Nói láo thì nó hơi quá, mình đây là mình bảo là nịnh. Đấy, làm sao mà xem bói là phải nịnh. Nịnh hả sư phụ? Nịnh để con viết vô liền. Nhưng mà sao có cái trường hợp con không thấy sư phụ nịnh ta? Trường hợp nào? Đó, mới 3 ngày trước có cái ông đại gia ông bước vô đây. Sư phụ nhìn sư phụ phán ông liền, 3 năm nữa ông tán gia bại sản. Cái đấy là đi trường hợp khác. Cái đấy là mình phải dọa. Đấy,
xem bói là phải biết dọa. Tao đoán ông là 3 năm nữa ông tán gia bại sản. Đấy, cho ông sợ mình luôn. Nhưng mà rủ cái 3 năm nữa ông không tán gia bại sản, ông tới ông chửi sư phụ rồi sao? Mày dốt nó vừa vừa thôi. 3 năm nữa mà ông không tán gia bại sản, ông mừng chết mẹ rồi còn đến đây mà chửi mình làm gì. Đấy. Rồi nếu mà ông có quay lại thì mình lại có kế khác, mình lại bẻ sang kiểu khác ngay. Bẻ sao sư phụ? Mình bẻ sang là đức năng thắng số. Cao siêu, con giết xuống liền. Đức năng thắng số là mình nói là ông ấy sống có đức, ông ấy vượt qua được cái vận hạn của ông ấy. Thấy hay không? Rồi để nè, xạo, nịnh, dọa, cho mày chết luôn. Đức năng thắng số. Mày cứ ghi chép từ nấy đó, mày học mà không có hành không khá được đâu con ạ. Vậy chừng nào sư phụ cho con hành? Tí nữa cái bà mà khách bà tao hẹn, bà tới, mày nấp ở trong kia. Mày xem, tao xem cho bà thật kỹ rồi cứ thế mà bắt chiếc y chang là được. Rồi. Sư phụ để con hành cho. Rồi bây giờ tao đi vào đây. Ủa sao sư phụ không ở đây tiếp bà luôn, sư phụ vô làm gì? Bây giờ tao vào trong kia rồi tí nữa bà đến, mày phải mời tao ra thật là long trọng thì nó mới hoành tráng. Hiểu không? Cao siêu. Phải cầm quạt đàng hoàng. Vô đi sư phụ. Quạt này hỏng hoài hiện đấy. Giật cả mình, lúc mà nó muốn xòe thì nó không xòe. Công nhận nó tìm được ông thầy tao đó, ngưỡng mộ hết sức, ông quá cao siêu luôn. Sư phụ vô trọng đi, để ngoài này con luyện công tiếp coi. Dạ em xin lỗi, tại dĩa copy nên nó hơi bị nhảy. Cái gì vậy trời? Dạ. Thời buổi này ngay đĩa copy, tự nhiên vô coi bói mà nó á tôi dữ dội vậy trời. Phải tất cầm tiên sinh đây không? Dạ không, tôi là lục chỉ cầm ma. Chắc bà là cái bà khách nãy mới gọi hẹn thầy Thất cầm phải không? Thầy Lục đấy hả? Dạ. Nó gặp thầy Thất đi thầy Lục. Dạ. Bà hên lắm. Hôm nay có thầy Thất cầm ở nhà, đang cùng với là bác AK luyện củ âm chân kinh. Trời đất ơi. Cái gì mà Lục Thất bác củ vậy trời? Đủ nguyên cái sảnh 6, 7, 8, 9 định chặt tôi hả? Chặt không được đâu nha. Xin lỗi, bên đây ba đôi thông đó. Nhìn bả là biết bả thông rồi. Trời ơi, bảy sắc cầu vồng trên người có đầy đủ. Cây này phải thông thường nha. Nguyên cây thông Noel di động á. Dạ, mời thông ngồi. Có thích khách. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Tôi có giết ai đâu mà kêu tôi thích khách trời. Xin lỗi. Có khách duyên. Ông chết hả? Bà bận mà màu sắc quá tôi bấn loạn. Xin lỗi. Dạ xin lỗi. Có khách đến. Thất cầm tiên sinh Gia Lam. Chảm. Cái gì nữa vậy trời? Tự nhiên vô cái bói cái chảm tôi là sao trời? Dạ xin lỗi, để lộn nhạc. Dạ xin mời bà ngồi. Thầy xin mời thầy Thất cầm ngồi. Xin lỗi bà với là thầy Thất cầm dùng chi không mà. Đi trà đá vậy là hai cống hút nha. Dạ. Chị nha. Này nó có duyên thật đấy. Bấm lộn nhạc hoài à. Bà tới coi bói bây giờ công danh sự nghiệp, tình duyên gia đạo, bà muốn coi cái gì? Trời ơi, công danh sự nghiệp khỏi coi. Bị chồng tôi là đại gia mà, cho nên tôi đi coi bói hoài à. Tiền coi bói với tôi không thành vấn đề. Lấy bao nhiêu thì bi. Nhưng mà nói về gia đạo đó thầy. Nhắc đến gia đạo cái tự nhiên tôi thấy tôi khổ quá thầy à. Khổ. Cái này khổ mà có echo này là khổ lắm. Tôi nhìn thoáng cái là tôi biết bà khổ rồi. Dạ, sao vậy thầy? Bởi vì bà đẹp quá.
Ôi, lâu lắm rồi mới nghe câu này đó. À, tôi đẹp hả thầy? Bà đẹp quá. Sách có câu là hồng nhan đa chuân. Bà biết ông Nguyễn Du không? Nguyễn Du là thằng nào thầy? Nguyễn Du á, mà cái ông mà viết chuyện Kiều đó. Ông viết cái gì vậy thầy? Ông viết là trời xanh quen thôi má hồng đành ghen. Trời mà còn phải đánh ghen với bà cơ mà. Vậy hả thầy? Bởi vì má bà hồng quá đấy. Dạ, là đẹp đó phải không thầy? Bà đẹp, bà ngước mặt lên tôi xem nào. Ui dồi ôi. Này, chồng bà có ý kiến gì mỗi lần bà làm cái này không? Trời ơi, mỗi lần là tôi làm vậy, ông ngắm tôi 30 giây, ông nói có một câu à. Nói làm sao? Dở hơi. Chồng bà người Bắc phải không? Dạ đúng rồi thầy. Người Bắc người ta thâm thúy lắm. Dạ. Bà biết người Bắc người ta gọi dở hơi là gì không? Dở hơi là gì thầy? Dở hơi là tiên ở trên trời á. Trời đất ơi, tao nói đi coi bói cả trăm ông thầy mà không có ông thầy nào biết em là cốt tiên hết trơn trời. Bây giờ em mới biết em là tiên á chứ. Bà mà tiên là không phải là tiên thường á. Vậy á thầy? Bà kiếp trước á, bà đánh rơi chén ngọc ở trên thiên đình. Trời đất ơi, bà mới bị đầy xuống, bà là tiên mắc đọa. Trời đất ơi, chắc em không phải bể chén đâu, em bể cả chục ông mới đài em xuống đó. Bị gì em đẹp quá mà tao có nỡ đài em xuống đây làm gì. À, tôi biết mà, tôi biết có tư cấp tiên à. Bởi vậy ở nhà em mơ mơ màng màng, lâu lâu chồng em nó lôi ra đánh cho em tỉnh. Mẹ em có tỉnh, trời em biết anh cốt tiên mà sao em tỉnh được, nhất định em không tỉnh. Chồng bà là người trần mắt thịt mà không, dạ. Nó quánh là đúng. Bởi vậy tôi nói trời ơi, em biết em là tiên rồi nha. Mà ngộ ghê đó, vợ mình đẹp như tiên vậy á, mà chồng em không bao giờ khen em. Ngày xưa còn là bồ bịch á, còn là tình nhân của nhau, còn là người tình nó khen em hoài à. Nó em tiên, vớt được em về lấy nhau rồi ra, không bao giờ khen em đẹp hết trơn á trời. Bà cũng đừng có buồn về chuyện đấy. Đàn ông trên đời này chả có ai là khen vợ mình đẹp cả. Chỉ có khen vợ hàng xóm thôi. Mà khen vợ hàng xóm đẹp á, nó về nó im đi. Trời ơi, về nó gặp em nó còn nhìn nó còn nói nữa chứ. Nói sao? Nói trời, vợ mình nhan sắc tàn phai, trong khi vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm tươi. Buồn không thầy? Tôi thấy tôi buồn lắm. Vậy mà em không có buồn. À, thế em chặt cổng liền, em nói nè. Nói ra mà không thấy mắc cười hả? Vợ mình xấu nết xấu người là do ta. Làm chồng mà hiểu biết sâu xa thì vợ mình còn đẹp gấp ba vợ người. Gấp 10 lần đấy chứ. Thì bởi vậy em nói xong chồng em nín im re. Em giật tờ giấy đi đăng ký thi hoa hậu luôn. Thi hoa hậu luôn? Đồ ơi, thi hoa hậu luôn à? Bà kể thi hoa hậu sao như nào? Trời ơi mà, thầy biết sao không thầy? Làm như là người ta sợ em đậu hoa hậu, người ta ganh ghét. Nó đâm chọt sao mà em rớt ngoài dòng sơ tuyển luôn đó thầy. Tiên mà rớt được thì không như thế là không được. Danh tị em đó. À, cái này là người phàm người ta danh tị với tiên. Sợ em đậu hoa hậu đó thầy. Bà này chắc là tiên chừng ngắn. Cậu cậu ra biểu cậu. Ủa cậu nói vậy là sao? Chân ngắn chân dài là sao cậu? À, cậu không nghe dân gian ta có câu hay quá mà. Câu gì? Cao sang lùng quý phái. Xin lỗi cậu nha, lùng lùng mà phụ tùng đầy đủ. Tôi nghĩ sao trời? Thằng này là thằng nào vậy thầy? Nãy giờ không có giới thiệu với bà. Ông là Lục Chỉ Cầm Ma. Là đồng nghiệp với tôi, mỗi ông ngày em. Mỗi ngày cứ 2-3 ngàn người đến coi, đâm ra phải chia nhau ra. À, nói vậy đây là thầy ma đấy ha thầy ma. Lục Chỉ Cầm Ma. Dạ trời ơi, nhìn cái mặt thầy ma quyền bí quá, thích thầy ở nhà. Tôi thích coi bói lắm. Vài bữa tôi ghé tôi coi thăm thầy nha. Thôi khỏi vài bữa, để thầy coi cho bà luôn hôm nay. Dạ. Bà đi thi hoa hậu vài lần nữa đi. Dạ. Thế nào bà cũng giật được giải à. Giải gì thầy? Hoa hậu Can Đảm. Ủa vậy là nó khen hay chê trời? Thôi mà kệ đó, miễn sao tôi đi thi hoa hậu tôi phải giật giải thôi. Chồng tôi tài trợ mà nó phải cho tôi giải chứ. Đúng rồi, chồng bà tài trợ là bà kiểu gì bà chẳng có giải. À, dạ thưa bà cho biết quý danh. Dạ Nguyễn Thị Út.
Ủa sao lại tên là Út nhỉ? Trời ai biết đâu trời. Ngày xưa ba má dưới quê đặt sao để vậy à? Bị cày ruộng đâu biết đặt tên gì cho đẹp tôi thầy. Không được. Tên là Út bà là Tiên Giáng Trần. Cái tên đúng nhất của bà phải là Giáng Tiên mới đúng. Ôi trời ơi, tôi thích cái tên Giáng Tiên quá đi à. Tôi nghĩ bà này phải đổi là Tóc Tiên mới phải. Trời ơi, tôi thích cô ca sĩ đó lắm nha. Cô sĩ cao mà đẹp lắm á. Đúng rồi, bà Tiên, Tóc Tiên bà biết làm sao không? Dạ sao thầy? Bởi vì cái chân bà dài như là tay Tóc Tiên. Kệ nó. Miễn sao giống Tóc Tiên là tôi vui rồi. Tôi thích rồi nha. Thích chưa? Thích lắm. Thích hẳn chưa? Thích thì đặt tiền quẻ đi. Nhiêu thầy? Bình thường thì là 600. À, nhưng mà hôm nay bà bởi vì bà vội á, đâm ra là lấy 100. Cái gì vậy trời? Đại gia mà lấy xúc phạm tôi vậy trời. Lấy người ta 600 phải lấy tôi 1 triệu, chứ lấy có 100 tôi giận á. 600 là 600 nghìn, còn 100 là 100 đô là 2 triệu 2 đấy bà. Ủa vậy là 2 triệu 2 á hả? Tiền đô hả thầy? Tôi lên đồng á, các thánh về có nói là mày phải lấy tiền đô chứ lấy tiền Việt nó xuống giá hết. Tôi là cứ phải nghe theo lời thánh chứ biết làm sao. Vậy hả thầy? Đô la Mỹ hả thầy? Chả đô la Mỹ thì đô la Singapore hả má? Trời ơi. Nói từ nãy giờ cứ hỏi đi hỏi lại bực hết cả mình. Tôi thích thầy thì dễ sợ. Chờ tôi thích thầy nào mà chửi tôi là tôi thích à. Làm thầy cho giữ dễ sợ luôn nha. Làm người ta không giữ được mình. Nè, 100 tiền coi nè. Bo bà thêm 10 đồng nữa đó. Vậy dễ sợ luôn vậy đó nha. Khỏi soi. Trời, tôi ghét ai soi tiền. Tôi thử tiền thiệt tiền giả ghê nha. Cái nào tôi không dám bao, chứ tiền tôi bao. Trên người tôi gì cũng giả, nhưng riêng tiền là thiệt. Thôi tôi đi nha. Ok. Hả? Chưa xem cơ mà. Xem gì trời ơi. Đi coi bói coi ai nói tôi tiên đâu. Tự nhiên giờ có người nói tôi tiên, tôi thích gần chết, tôi coi chi nữa cho nó mệt. Giờ em tới em biết em là cốt tiên là em vui rồi. Trời ơi, tôi là tiên đó nha. Thôi, tôi thăng đây. Bà Tiên, bà Tiên. Hả? Bà thăng lộn bên rồi. Bên này bên gì vậy? Dạ, hướng đó đi toilet. Đấy vậy. Trời quỷ sứ, tiền mà ông chịu báo tiền sớm, vô toilet mất phong thủy của tiền sao? Mặt giống quỷ ghê vậy, chịu báo mà chứ. Trời đất ơi, để tiền thăng nha. Trời thích quá. Cút tiền rồi. Trời ơi, em thích. Bà nói ai quỷ mau à? Trời, bà nghĩ bà là ai? Rau răm mà tưởng vàng lá. Cục đá mà bà tưởng bà là kim cương. Cốc nhái ở nương mà bà tưởng bà là mị nương chân dài chứ. Trời ơi, tôi nói thiệt á, sâu mà bà tự tin phát ớn á sư phụ ha. Mày không nghe người ta nói à? Nói gì sư phụ? Không có người phụ nữ nào biết là mình xấu hết. Đúng rồi, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ rất xấu, đó là con mẹ. Trời ơi, mà con phải nể phục sư phụ nha. Bả như vậy mà sư phụ dám nói bả là tiên mới ghê chứ. Mày biết không, từ nãy đến giờ tao xem cho bả mà tao cứ ói mấy lần đấy. Con có thấy đống nào đâu. Tao phải nuốt ngược lại. Trời ơi, sư phụ quá cao siêu, cao siêu. Nhưng mà sư phụ, cái tài ăn nói của sư phụ thì số 1. Thế thì thầy bói mà là phải có tài ăn nói thôi. Ôi, nhưng mà con nghĩ tưởng đâu là MC mới cái cần cái tài ăn nói chứ. MC thì nói cái gì? Mày không thấy từ nãy là hai người MC cứ phải xuống cho tiền khán giả kia à? Mình làm sao mà nói qua nói lại tiền đang trong túi người ta mà lại bay vào trong túi mình. Đấy, khán giả phải xếp hàng cho mình tiền đấy mới gọi là ăn nói, hiểu không? Sư phụ cao siêu, cao siêu. Trời, tao mệt quá rồi từ nãy giờ. Tao phải uống vào uống sâm thôi. Tiếp mệt. Bà này mệt quá. À, sư phụ hả? Vậy vậy mệt 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 vô nằm xuôi tay nhắm mắt đi sư phụ. Mày bị điên à? Ý con nói là sư phụ vô nằm nghỉ ngơi đi. Vô vô nghỉ ngơi đi sư phụ. Để mà này con lo cho. À, giờ con cũng nghỉ giải lao chứ con cũng bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cho chút xíu nhạc để nghỉ ngơi coi. À. Ngã, bao ngày chờ anh, sao đêm đêm trong cơn dày lưu luyến gục ngã khi anh đã rời xa trong em từng.
mẫu quá sang luôn, mướn người mẫu về trình diễn thời trang. Không phải mẫu mà là má của mẫu. Má má, đứng lên chứ không cho má gục ngã đó luôn á nha. Trời ơi, bà ơi là bà, cái chỗ linh thiêng của anh ta vậy mà bà lạng qua lạng lại, bà tưởng đây là vũ trường hả? Bà vô đây làm gì? Đi coi bói. Sao giọng bà tuốt trên đỉnh núi còn giọng bà lòn xuống thung lũng vậy trời? Bà coi bói, tìm đúng chỗ rồi. Thầy, thầy, cho con gặp Thất Cầm tiên sinh đi thầy. À, mời bà ngồi. Dạ, mời bà ngồi. Dạ. Thất Cầm tiên sinh phải không? Dạ. Bà chờ một chút đi, kêu ông ra liền. Thầy ơi thầy, Thất Cầm tiên sinh đâu thầy? Thất Cầm tiên sinh chính là tại hạ đây đó hả? Hả? Khoác thêm cái áo mà thành Thất Cầm tiên sinh hả? Chính thầy đó. Ơi, thầy sao thầy giống người hai mặt quá à? Mới đó cũng là thằng đó, rồi giờ mặc cái áo vô thành Thất Cầm rồi. Nghe danh tiếng thầy lâu lắm rồi, hôm nay thầy coi cho con đi thầy. Bà may mắn lắm ạ. Hên lắm hôm nay bà mới có duyên gặp thầy đó nha. Dạ. Cả năm nay ông Tổng thống Mỹ Obama ông bao thầy nguyên năm bế quan luyện công, chủ yếu là coi coi ông có tái đắc cử nhiệm kỳ tới không. Vừa xuất quan tối hôm qua là hôm nay bà gặp được thầy rồi, bà thấy không? Dạ. Bà phước đức lắm. Bây giờ tình duyên gia đạo, công danh sự nghiệp lên xuống ngang dọc, bà muốn thầy coi chỗ nào? Con khổ quá thầy ơi. Con cái chữ khổ nghe quen quen. Bà cho chút xíu echo nữa coi. Khổ 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 khổ. Trúng tủ. Bà khổ là đúng rồi. Sách có câu hồng nhan đa trung. Bà xuất thân con nhà trăm anh thế phiệt, lá ngọc cành vàng là bà phải khổ thôi. Bà biết Nguyễn Du không? Làm sao mà bà biết được. Nguyễn Du là cái ông mà có cái câu trời xanh quen thối má hồng đánh ghen. Bà thấy không? Trời mà còn phải ghen với bà, tại bà đẹp quá. Tôi nói đúng quá bà cười phải không? Con khóc đó thầy. Trầm anh thế vì cái con mẹ con á. Ba đời của con là đi bán cá đó thầy. Bán cá sao bà bận đồ lộng lẫy vậy? Bán cá thì ăn mặc bình thường, mà khi ra đường thì phải mặc đồ minh tuyết. Giống không thầy? Giống 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 giống. Dạ. Dạ. Bà bán thầy, cá. Không tin thì ngửi đi, mặc đồ đẹp gì với tanh rình là ngửi tanh lắm. Thầy biết, thầy biết, thầy biết, thầy biết. Dạ. Thầy biết, nhìn là thầy biết rồi. Bà bán cá. Nhưng mà bà có phước đức, gia đình tu dưỡng, làm việc thiện dữ lắm, cho nên bà không phải bán cá thường. Bà bán cá mập phải không? Cá lòng tong. Sao tôi hố dữ vậy ta? Bà bán cá lòng tong. Bà tuổi gì? Tuổi Thìn. Chồng bà tuổi gì? Khỉ hả? Tuổi Rắn. Rắn mà sao bà khè như khỉ vậy? Rắn nó cũng có nọc độc, nó cũng phun. Rắn là tỵ. Thìn tỵ kỵ Long Dương. Nước ngập đầy đường, chết ráo tràn hiu. Mà đó, phước đức dữ lắm mới được bán cá lòng tong nha. Bà mà bán tràn hiu là hai vợ chồng bà chết rồi đó. Bà biết sao không? Trong tự duy nó nói nè, cái này gọi là đức năng thắng số. Là nhờ bà có cái quý tướng đó. Con đâu có quý tướng đâu thầy. Tại nhờ trong chồng con ngày nào nó cũng đánh con hoài mà riết lòi cái quý ra đó thầy. Ủa sao, sao nó đánh bà? Con kể thầy nghe, con đâu có làm gì đâu. Mỗi ngày con đi bán cá đúng không? À. Bán cá dư chút tiền lời. À. Con lấy tiền lời đó con chơi số đề với cờ bạc. Vậy mà nó quánh con đó thầy, thằng mắt dài. Có vậy thôi mà đánh bà hả? Dạ. Đánh bà là đúng rồi. Sao thầy? Trời ơi, chồng bà là người trần mắt thịt, làm sao mà có cái huệ nhãn như thầy, nhìn mà biết được cái giá trị của bà. Bà biết không? Đó, bà thử đi vòng cho thầy coi coi. Được rồi, đủ rồi, đừng lạng nữa. Thầy chóng mặt lắm. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Dạ. Nhiêu đó là thầy đủ coi rồi. Dạ. Cho bà biết,
cái cốt của bà đó nha, tiền kiếp phải là tiên ở trên trời đó. Bà đó, bà biết tiên không? Tiên là quy tụ tất cả những cái gì đẹp nhất trên con người của bà. Bà thấy không? Cái dáng của bà là cái dáng Như Loan. Cái mặt của bà là mặt Như Quỳnh. Toàn thân của bà như quỷ phải không thầy? Không, như tiên. Bà là tiên mà. Tôi nói cho bà nghe, bà bị làm rơi cái chiếc ngọc, ngọc hoàng mới phạt bà xuống dưới đây. Người như bà người ta gọi là tiên mắt đọa đó. Cái gì vậy trời? Trời, ai cũng là tiên hết trơn vậy trời. Tôi tưởng không mình tôi tiên ta chứ. Ồ, sao bà chưa về, bà vô đây làm gì? Tôi quay lại tôi lấy điện thoại tôi quên. Ủa bà, bà la gì bà? Là tiên chứ lại. Ủa bà là tiên đó hả? Ừ. Bà lại đây. Cái gì? Trời ơi, bà là tiên, tôi cũng là tiên nè. Vậy mà nhìn kỹ hai tụi mình như hai con mẹ điên vậy đó. Có mình bà điên thôi chứ sao mà tôi điên được. Trời, bà nghĩ sao vậy trời? Tôi trên trời á, tôi bị đập bể cái chén ngọc, còn cho tôi bị đài xuống đây nè. Trời ơi, trời làm gì sẵn chén ngọc cho bà đập vậy? Trên trời giờ ta xài chén ni lông không à. Tụi mình mà bị đài xuống đây là vì sao biết không? Sao? Chân ngắn quá, ngọc hoàng thấy không đủ tiêu chuẩn đài xuống. Trời, cái gì vậy trời? Trời, cái bà đây là bà nào vậy trời? Tôi mà đập bể một chén, bà này chắc bà đập nguyên tủ chén quá trời. Thầy coi cái bà là cốt gì vậy thầy? Chứ tôi không có chịu bà là cốt tiên đâu nha. Để thầy coi. Thầy coi đi thầy. Bà xích lại đây, thầy nói nhỏ cho bà nghe. Cái gì vậy trời? Có ba đứa, hai đứa nó nhỏ rồi, đứa làm gì đây? Bà ngước mặt lên cho thầy coi coi. Trời ơi, ta nói trên khuôn mặt của bà nha, cái miệng là cung con, cái lỗ tai là cung phu, cái mũi nhọn quắc là cung tên. Thầy có tin là tôi lấy nguyên cái cung tên này tôi bắn thầy lòi con mắt thầy ra không thầy? Bà nói con mắt thầy để ý thầy mới biết. Trời ơi, con mắt bà hơi nhỏ. Cắt 4 lần còn nhỏ nữa hả? Không cắt nữa đâu à nha. Sao vậy? Bữa hôm đi cắt mắt lần cuối cùng đó, vô dặn ông bác sĩ cắt mắt cho con đi bác sĩ. Rồi tôi nhắm mắt tôi ngủ quên. Ngủ dậy, ông cắt lộn cái dây thanh quản, tắt tiếng luôn tới giờ nè bà. Nói ra hơi luôn đó. Nổi điên bà, không? Bà không có cần cắt gì nữa hết. Cái con mắt của bà nhỏ đó là cái cung mệnh của bà. Nhỏ là tại bà khóc chồng nhiều quá phải không? Bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Thầy nói đúng, tâm lý là bà khóc liền. Con cười đó thôi. Sao bà khóc cười vậy, có một giọng vậy? Khóc cười như nhau á thầy. Khóc là thằng chồng con khóc á. Sao vậy? Con là con mắc cười, con đâu có khóc bao giờ đâu. À? Hôm nay con vô đây con coi á, là thầy coi cho con có đổi nghề được không? Cái nào giờ cứ đi bán cá hoài, không có đủ tiền chơi cờ bạc. Vậy thôi. Nói vậy là bà muốn coi đường công sự nghiệp á phải không? Đúng rồi. Bà muốn đổi nghề gì? Đánh ghen mướn. Cái gì vậy trời ơi? Tự nhiên bà muốn làm chị hai giang hồ, đâm thuê chém mướn. Tôi nói cho anh nghe, tôi làm coi nghề đó đó, nhìn con dao tôi sợ lắm. Dạ. Chắc làm cái chuyện gì nhỏ nhỏ hơn thôi. Nhỏ nhỏ là chuyện gì chị? Tạc axit. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Tôi chưa tạc mà sao mọi người tàn hình hết trơn vậy trời? Đâu rồi? Dạ. Lại đây coi. Dạ em đây nè sư tỷ. Ừ. Trời ơi, hồi nãy vừa bước vô em nhìn cái tướng sư tỷ là em biết tướng chị hai giang hồ rồi. Ừ. Bà biết không, cái tướng này trong tự nhiên nó nói nha, là trước sau gì cũng làm chùm thiên hạ. Chị hai ơi, chị hai chọn đúng nghề rồi đó chị hai. Bây giờ mấy chị hai đặt tiền quẻ đi em coi coi chừng nào chị hai ở tù. Em bị liệu. Em muốn nói là coi coi chừng nào chị hai lên làm thống lãnh võ lâm. Trời ơi chị hai ơi, cái kẹt đỡ nè nè, bà thấy không, tôi nói cái bàn tay này mà cầm ca ác xích tạt một cái nha, cái bàn tay nó đẹp làm sao, thơm phức mùi ác xích à. Tạt một cái gãy răng vậy, vô coi bói gì mà coi dở như quỷ. Nãy giờ coi em thấy coi toàn lo nịnh không à, vậy mà nghe danh tiếng là cái tên Thất Cầm Tiên Sinh.
Gì vậy trời? Bà vô bà coi mà bà không biết ai thất cầm ai là lục kỹ hết trơn á hả? Ông này nó phải thất cầm tiên sinh, này là lục kỹ cầm ma. Trời ơi, lục kỹ cầm ma hả? Nghe cái tiếng xong là giọng thanh luôn nè. À, tôi là đồng nghiệp của ông thất cầm tiên sinh á. Bởi vậy đồng nghiệp cho nên coi giống nhau dễ sợ luôn vậy à. Tốt nghiệp cùng trường mà. Nghĩ sao mà ông ai vô đây mấy ông cũng nói là tiên hết trơn á. Tôi mượn có mình tôi tiên thôi chứ. Giận dễ sợ vậy. Kêu ông thất cầm tiên sinh ra trả tiền cho tôi đi. Ông mà ông trả tôi mướn cái chị nó đánh ông à. Ủa chị, lúc nãy chị coi chị trả cho ông nhiêu tiền vậy? 101 đô la Mỹ. 101 đô la Mỹ hả? Trời sao nhiều dữ vậy chị? Chị mướn em đi, em đánh trả em lấy chị 50 ngàn thôi. Mà trả mà không trả tiền cho chị nha, em tạt nguyên một thao axit đảm bảo má chả nhìn ông ra luôn. Sư phụ ơi, lẹ ra cứu con sư phụ ơi. Sư phụ, bể tài lè rồi sư phụ ơi, rẻ lá đấy. Trời ơi, mày làm gì mà mày cuốn cà ghê lên thế? Trời sư phụ ơi, cái chiêu sư phụ dạy con của trời con làm y chang giống vậy đó. Cái bà áo xanh thì bà bước ra con phán bà liền là cốt tiên. Không ngờ mẹ điên áo vàng hoành trở lại. Bà nghe hết câu chuyện, bà biết là thầy trò mình nịnh để lấy tiền bà. Giờ bà đòi tiền lại đó sư phụ, trả bà đi sư phụ. Không làm được cái gì cả. Làm tùm lum tùm la, để ta giải quyết. Giải quyết sư phụ. Chị Tiên, chị Tiên sao chị không bay đi mà chị cứ là lả dưới đất làm gì? Lả gì lả, nghĩ sao vậy trời? Nói người ta là tiên và ai cũng là tiên hết trơn. Trời tôi giận quá, trả tiền lại cho tôi đi. No refund chị ạ. No refund là gì? Là miễn trả lại. Ông tin không? Tôi mướn chị này đánh ông cái ông retire tại chỗ khỏi lãnh lương già luôn không? Sư phụ ơi, trả tiền bả đi sư phụ. Cái bà kia là chị Hai giang hồ đó. Bà lấy axit bà tạt là hai thầy trò mình nhan sắc tàn phai luôn đó sư phụ. Nè, tạt axit của tôi không phải tạt tầm thường nữa nha. Tạt phải có từng bước một. Đưa cái mặt ra coi. Bước đầu tiên nghe hàm răng ra. Giả cái mặt ông bốn chiều cho gãy hết cái hàm răng ra. Sau đó tôi nhặt từng cái răng, tôi xỏ dây chuyền, tôi tặng cho thân chủ đeo chơi. Sau đó tôi mới tạt axit, hiểu chưa? À tôi không đeo đâu. Sư phụ ơi, sư phụ xấu sẵn rồi, có bị tạt axit nữa cũng không sao. Còn con đẹp trai quá mà. Con bị tạt axit sao con lấy vợ sư phụ? Hy sinh đi, trả tiền lại đi sư phụ, trả đi sư phụ. Tao lại ói ra tao nuốt vào bây giờ đấy. Trả đi sư phụ. Bà. Gì? Bà nói tôi là tôi nịnh bà để tôi lấy tiền bà hả? Cũng bà không à. Bà mà không ưa nịnh làm sao mà tôi nịnh được bà. Nhà bà có gương không? Sao bà không soi kỹ cái mặt bà đi? Hỏi. Bà phải soi từ trên xuống dưới trông người. Úi dồi ôi, mặt mũi trông chả giống ai cả. Đầu tóc, úi dồi. Quần áo thì bảy màu khiếp không kìa. Mà người ta vừa mới hô mình là tiên. Một cái sướng rú lên nhảy tanh tách. Xong rồi thăng lên thăng xuống. Bà mất cho tôi có hơn 100 đô mà tôi làm cho bà hạnh phúc, bà vui vẻ. Bà còn muốn gì nữa? Bà còn muốn gì nữa? Nãy sư phụ tôi nói ổng là ổng khen bà, ổng cũng ngượng miệng lắm chứ bộ. Ổng ói ra ổng nuốt vô, Đúng không sư phụ? Trưa nay ta không ăn cơm được đây nè. Đó, bà hại sư phụ tôi, bà thấy chưa? Cũng tại bà không. Chị, cứu em chị. Cứu em. Cũng bà không à. Đi vô coi bói người ta mới khen mình là tiên xuống răng người lên à. Bà học tôi nè. Vừa vô phán tôi là tiên, tôi nói không, tôi là con mẹ điên. Rồi hết nịnh luôn. Sao coi được nữa? Ai cũng giống như chị Hai giang hồ này, chắc em không bao giờ tốt nghiệp. Mà chắc cái tiệm tao cũng đóng cửa luôn quá. Cái gì vậy trời? Có tiền đi coi bói mà ba bốn người xối xả chửi tôi là sao trời. Tôi giận dễ sợ. Nghĩ làm tiên 5 phút coi. Giận dễ sợ luôn, bởi ông bà ta nói đúng lắm. Có tiền thì đem mà cho, chớ có xem bói mà rước lo vào người. Giận thằng trời. Vẫn chưa tỉnh.